Xin chào đây bọn bọn chúng ta nhé. Và thằng này giờ mình chụp này sao thì mày thiệt hay nát nơi chụp nát. Về chỉ còn bao giờ ông pi sắp bàn niềm. Và trong đăng tha tiết tiết. Nếu dùng mình này sắp bàn niềm rồi có sắp bàn niềm. Miền ở vầy khá. Dường màu tạm tạm thằng ngọt này giờ. Và chắc bị môn máu ta bọn bọn chúng ta nhé. Sắp bàn niềm miền ở cái khá. Bà sắp bà niệm cứ miên sắp bà niệm bồ đề xa, sắp bà niệm sửng nua, sắp bà niệm trường ol, sắp bà niệm chnop, nâng, sắp bà niệm mình sẽ bà. Và chắc nếu không mê đi đi phòng đáy, cái tay ta miên vật thổ bổng nó, cái đòi về đại dương riêng chú mùi khí hói, dương nâng đăng âm phì. Và bộ phổ ổn ổn khí ai bà bì bà nhát nấy sắp bà niệm bát trầm trời. Những cái chiếc vật thổ bổng nó nâng không mê đi bỏ dương, âm phì sắp bà niệm. Và chấm dứt mối tiết cầm nọt bàn pi tập hợp xin xin lấy sập và niệm là chấm dứt bằng toát prapra tập hợp sập và niệm bồ đề xã và nó không chấm dứt mối tiết sập và niệm và sập và niệm chnọp chẳng dùng ai prapra tập hợp sập và niệm bồ đề xã nâng sập và niệm chnọp sập và niệm chẳng all và sập và niệm sầm nua nâng sập niệm mình cho bà bán trăm trời bà nên cứ chia vật thổ bụng nó khá khá rồi bỏ sập niệm bỏ giờ bà chắc đôi mình đấy để hai tha sập niệm đôi mình đây chắc để hai tha sập niệm bà chẳng đang tha sập niệm mình đây giờ nãy nhưng mà mơ ưu tiên hoa thì ngọt nghĩa bà cái áo mơ ưu tiên hoa này càng cao tí mùi u nhóm chua sài có chua bác rờ lo chát mùi và nhưng mà khơi cái bà bịa đầm bốn cái bà bịa phú và tọc máu nơi clear tì bì vào dưới cái bà và nơi là bà tì bì vào những cái bà bịa thá có cái là anh dạy bịa phú thì đấy anh ấy cứ chịu ưu ho tì mùi và dùng mà ưu tì ho bằng toán và nơi tin ní nhóm sợ bài chất nè ai kê tiền ọc nghĩa có sợ bài chất đối với nhóm đại nhưng kinh trường mạch đáy này không ưu tiên hòa tỷ phí ní và dù mơ mùi tiên ta nẽ ná tớp nâng một ông banh mênh ta nẽ ná tớp một ông banh mênh và dù mơ sắp bà niệm chia có phép sắp bà niệm nhóm mạch đáy và ưu tiên hòa ní và dù mơ ưu tiên hòa mùi tiên bà chị mơ bà này sẵn ưu tiên hoa chân nguyên tập bài ní toàn chắc chị mơ chân là ba nơi thẳng lờ nắng dương khơi thả bị thả quạt nhông kê nẻ ná cứ chia sập bà niếm đai bà chùm núa con sáo bà ú nhông nẻ ná bà này thả nơi nào mà nẻ đai chìm nhiêu được bà kể nhá anh ấy kia hai thật sập bà niếm cho nên chị bác chứng đi tiết tiết nhưng mà mơ chùm nột được hàng cáo mùi tiệt mà và cái ao dương bình nhất là bác này khang cao và xóm không riêng nè viết chỉ mấy bụi cài phía sạc mai chỉ kê nè khăn nè và nhưng chắc bị viết chúng nó ở bị thật xóm nè vì chia sắp vào nếm vô đi sạc và mùi tiết ta ánh chốt chất riêng một cái chìa vầy và bị thả ai nếu chúng nó ở mà nó cũng không như vậy kia chia sau phần em bố đi xa bây giờ mới chụp nói mùi tiệt nít chia sự phơi được bó nhóm ai nút chia sự phơi được bó bỏ ai bạn chẳng biết ní nút vì chia sắp phần em chẳng all để dừng bàn dây một lần chẳng sắp phần em miền trang của phê bản nét sắp phần em chẳng all sắp phần em chẳng sắp phần em sắp nua và sắp phần em bố đi xa chỉ đàm bây giờ mơ mơ chụp nói tiệt ta prasad bồ ràn ní chúng vậy bà bị ở vậy nó cứ chỉ sập niệm sập niệm sầm nửa chân đợi mùi tiệt sốc chia coi là dàn mất đại khi nhóm sầm lán chỉnh kỳ có slot nè và bị thật đại đấy chùm núa bị thật còn chẳng chia sập niệm sập niệm chnọp và đấy cứ chịu cho họ khá khá dường năng rung lực cho mọi khi này không thể nào để mình thay tiền chẳng dùng mới mùi tiết
អញ្ចឹងតាមឧទាហរណ៍នៅខាងលើយើងសង្កេតឃើញពាក្យវាពាក្យឯងពាក្យនេះពាក្យនោះពាក្យអ្វីពាក្យដែលទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាបាទសុទ្ធតែជាសព្វនាមអញ្ចឹងវាមានតួនាទីប្រើជំនួសកន្សោមនាមជាប្រធានកម្មបទកម្មទេសកាលនៅក្នុងរបស់ណាបាទពាក្យដែលនៅខាងលើមិញនេះវាសុទ្ធតែជាសព្វនាមទាំងអស់យើងមើលនៅក្នុងចំណុចនេះមួយទៀតដូចនេះសព្វនាមមានច្រើនប្រភេទហើយមានមុខងារខុសៗគ្នាវាមានដូចជាសព្វនាមបរិស័ទអញ្ចឹងសព្វនាមបរិស័ទវាមានពាក្យខ្ញុំពាក្យឯងពាក្យវាពាក្យគាត់ពាក្យគេអញ្ចឹងទៅទៅពេលសព្វនាមចង្អុលមានពាក្យនេះនោះអ្នកនេះអ្នកនោះអីជាដែលអីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងសព្វនាមសំនួរមានពាក្យថាអ្នកណានរណាអ្វីណាណាខ្លះអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយសព្វនាមឈ្នាប់នេះគឺមានតែមួយទេគឺឈ្នាប់ដែលគឺពាក្យថាដែលនេះឯងណាដែលជាសព្វនាមឈ្នាប់រីឯសព្វនាមចុងក្រោយគឺសព្វនាមមិនច្បាស់ស្គាល់សព្វនាមមិនច្បាស់ណានរណាមួយណាមួយអ្នកណាមួយអ្វីមួយយើងមិនដឹងសួរពីណាឲ្យប្រកាសទេគឺណាមួយណាមួយណាគេណាមួយអីចឹងទៅសព្វនាមមិនច្បាស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានអានឧទាហរណ៍ទាំងអស់ហើយនៅខាងលើមិញយើងក៏អាចឲ្យនិយមន័យវាបានផងដែរណាអញ្ចឹងសព្វនាមបាទនេះគឺជានិយមន័យសព្វនាមសព្វនាមគឺជានាមប្រើជំនួសកន្សោមនាមដែលគេនិយាយរួចហើយដែលគេពុំតាន់និយាយឬសម្រាប់ចង្អុលបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគេប្រស័យទាក់ទងគ្នាឬរបស់ណាមួយដែលគេចង់បង្ហាញនៅក្នុងរបស់បាទអញ្ចឹងនិយមន័យយើងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាយល់ហើយណាបាទអញ្ចឹងសព្វនាមមានច្រើនប្រភេទលោកគ្រូសូមរំលឹកម្ដងទៀតសព្វនាមមានច្រើនប្រភេទគឺសព្វនាមបរិស័ទសព្វនាមចង្អុលសព្វនាមសំនួរសព្វនាមឈ្នាប់និងសព្វនាមមិនច្បាស់ហើយតាមសព្វនាមនីមួយៗវាមានតួនាទីផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទសព្វនាមបរិស័ទមានពាក្យអីគេខ្លះចឹងទៅលោកគ្រូបានរៀបរាប់មកខាងលើមិញណាបាទតែអញ្ចឹងលោកគ្រូមានជាលំហាត់អាសាយមិនមួយឲ្យធ្វើគ្នាយើងធ្វើនៅផ្ទះឬក៏អនុវត្តផ្ទាល់ណាយើងរៀនទ្រឹស្ដីជាមួយគ្នាហើយក៏យើងធ្វើអនុវត្តឲ្យបានច្រើនផងដែរបាទទីមួយគេឲ្យយើងចូលរកពាក្យបង្ហាញសព្វនាមក្នុងរបស់ខាងក្រោមហើយយើងមើលពាក្យពីកដល់ខដល់ខនេះមកពាក្យណាដែលជាសព្វនាមបាទនៅក្នុងកខគខនេះពាក្យណាដែលជាសព្វនាមយើងរកមកណាបាទទី2ចូលកំណត់ពីប្រភេទនៃសព្វនាមនីមួយៗនៅក្នុងរបស់នៅខាងក្រៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទនៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរកខគខយើងមើលនៅក្នុងរបស់ហ្នឹងតើយើងអាចកំណត់វាថាវាជាសព្វនាមអីគេណាមិញយើងមានសព្វនាមច្រើនប្រភេទហើយមែនទេចេះចំណុចកជាសព្វនាមអីគេបាទទីខជាសព្វនាមអីយើងប្រាប់មកបាទចំណុចទី3ចូលតែងរបស់តាក់ទងប្រភេទសព្វនាមទាំង5ប្រភេទឲ្យបាន1ប្រភេទចំនួន1របស់បាទយល់ណាអញ្ចឹងយើងតែង1ប្រភេទឲ្យបាន1របស់មកឧទាហរណ៍ថាសព្វនាមសំនួរអញ្ចឹងយើងបង្កើតរបស់ឲ្យមានសព្វនាមសំនួរមួយមកបាទនៅក្នុងនោះបាទនេះគឺជាលំហាត់ខ្លះៗយើងអនុវត្តបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើមានចម្ងល់អ្វីសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឆាតសួរលោកគ្រូផ្ទាល់ឬក៏សួរលោកគ្រូនៅសាលាបន្ថែមទៀតណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ